Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách khắc phục tình trạng là máy in của chúng ta không xuất hiện. Các bạn xem ở đây này, khi mà mình vào trong phần thông tin của thiết bị máy in ấy, thì khi mà các bạn kích vào đấy thì máy in của chúng ta không hiển thị gì cả. Tất cả máy in nó giống như là nó đang bị dừng lại vậy. Khi mà mình vào trong phần Word ấy, sau đó mình sẽ nhấn vào File, sau đó vào In này, thì không thể in được đúng không ạ? Đấy, không thể in được, tất cả là không thể in được, nó bị lỗi. Trong trường hợp này chúng ta khắc phục kiểu gì? Đây, không có máy in này. Cái này nhiều lúc các bạn khởi động lại Windows được, nhưng mà nhiều lúc các bạn khởi động lại Windows thì nó bị ấy, thì chúng ta sẽ khắc phục như như sau các bạn nhé. Các bạn đa số các bạn sử dụng hệ điều hành Windows 10, 10 hoặc 11 gì đấy. Thì các bạn nháy chuột phải vào dưới phần 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 thông tin cửa sổ, sau đó các bạn nháy nháy vào phần Task Manager này. Đấy, hoặc là các bạn nhấn cái tổ hợp phím ở trên bàn phím như sau. Đây, ví dụ như các bạn nhấn vào tổ hợp phím ở trên bàn phím như sau. Đây, tổ hợp phím Control ATL và phím đen này này. Đấy, đây Control, sorry, Control ATL và phím delete vào đâu? Đây này, đấy, có nghĩa là phím delete, nhưng mà các bạn phải đóng ở trên bàn phím vào đây, mình định mình nhé, Control ADL đen được chưa? Thì mình nhấn ở trên máy tính này, đấy thì nó sẽ hiện ra như này. Sau đó các bạn vào trong phần Task Manager này, các bạn chọn Yes được chưa? Hiển thị ra cái bản Task Manager như này, được chưa? Hiển thị ra cái bản Task Manager như này, thì các bạn tìm cho mình cái chỗ mà SPOO L R được chưa? Đấy, cái phần thông tin này này. Đấy, các bạn nhớ cái dòng này S P O O L R được chưa? Các bạn chuyển qua phần Civic này được chưa? Đấy, Civic đầu tiên là nó sẽ ở mục như này. Đấy, sau đó các bạn chuyển qua phần Civic này. Sau đó các bạn di chuyển xuống cái phần có chữ S, cái mục nó sẽ xếp theo phần ABCD đấy. Thì con chuyển phần phần xuống phần chữ F này. Đấy. Đó, sau đó các bạn nháy chuột phải vào trong cái này, sau đó các bạn nhấn Start. Được chưa? Đây, nó running trở lại, nó chạy trở lại. Bây giờ các bạn mở, khi mà các bạn vào trong phần này, nháy chuột phải, các bạn thấy chưa? Nó đã hiển thị ra máy in. Khi mà mình xuất lệnh in ở trên Word này, bấm vào đây, xuất lệnh in trên Word thì nó đã có. Được chưa? Mình in thử. In này. Đấy. Nó đã in được các bạn. Đấy, như này thì chúng ta đã xuất lệnh in. Đó. Có một số trường hợp các bạn cắm máy ấy, các bạn không để ý ấy, các bạn cắm máy vào ấy, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng như này các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tắt đi thì nó sẽ lại không có các bạn nhé, không có thiết bị máy in ở đây luôn. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, nhiều lúc các bạn rút cổng USB ra cắm vào ấy, thì nó cũng hay bị lỗi như này. Đấy, nhiều bạn không biết tại sao máy in của em không hiện không 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 thấy đâu, mà các bạn vào trong phần quản lý của thiết bị máy in ấy, các thiết bị điều bài máy in các thứ ấy, thì các bạn đã thấy là nó vẫn có, nó vẫn hiện, nhưng mà nó không in được. Khi mà nháy chuột phải thì nó không có thông tin gì cả. Bây giờ mình sẽ nhấn stop lại và xem ở đây nó có nút stop nhỉ, có thể là nó xung đột driver của thiết bị máy in ấy, thì nó sinh ra như vậy các bạn ạ. Đây, nó báo. Đây, nó báo không có thiết bị được chưa? Đó, sau đó thì các bạn bật lại là được. Đấy, các bạn lưu ý cho mình nhé. Đấy, cái phần Task Manager này thì các bạn không biết thì các bạn có thể gõ vào cái chữ search này. Khi mà các bạn Google ở trên Windows ấy, thì các bạn không biết gì ấy, thì các bạn cứ gõ vào đây, các bạn chỉ cần nhớ cái từ đầu ấy, ví dụ mình nhấn từ task này, TASK. Đấy, cái tên của nó khá quan trọng. Đây thì nó ra Task Manager này, còn nhấn vào đây thì nó ra cái Task Manager này, được chưa? Đó là một số vài thông tin mình chia sẻ với các bạn. Bạn nào mà gặp phải thì các bạn có thể xử lý thành công các bạn nhé. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video, và hẹn lại các bạn ở video lần sau các bạn nhé.